Theo đó, có 165 đoàn viên người lao động được hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng, tổng số tiền hỗ trợ là 165 triệu đồng. Năm 2022, tỉnh Hải Dương có hơn 26.000 lao động ở 14 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn bị cắt giảm việc làm, giãn việc, chấm dứt hợp đồng lao động. Trong đó, ngành dệt may ảnh hưởng nhiều nhất. Từ đầu năm đến nay, tình hình kinh tế xã hội cơ bản ổn định, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có dấu hiệu phục hồi trở lại. Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương đã khẩn trương chỉ đạo hướng dẫn công đoàn cơ sở chủ động nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, lập danh sách đề nghị hỗ trợ.